Xin chào, rất vui vì đã được gặp lại các bạn tại Tóc Khám Phá. Kaido, sinh vật mạnh nhất thế giới sắp đối đầu với Luffy, một kẻ tầm cỡ tài tiếng lẫy lừng ở khắp nơi, và cộng với những gì mà chúng ta biết về Kaido như sức mạnh của hắn, tính cách và những mối quan hệ của hắn, thì mình đảm bảo các fan One Piece có thể là các bạn sẽ chưa biết hết về Kaido đâu đấy nhé. Và đúng như tiêu đề, chào mừng các bạn đến với Tóc Khám Phá. Hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu về những điều có thể bạn chưa biết về vua quái thú Kaido. Kaido không thực sự bất tử. Thế nhưng vì sao trong lần xuất hiện đầu tiên của Kaido lại có một sự giới thiệu đáng sợ như thế, khi những lần bị đem ra hành quyết vẫn không tài nào giết được hắn? Câu trả lời đó chính là những đao phủ họ không sử dụng haki vũ trang khi hành quyết. Và có lẽ ở thời đó cũng chưa có những thứ vũ khí bằng đá biển để làm giảm sức mạnh của tên đồ con này, nên nếu cứ lấy những lưỡi dao như bình thường, hay xề xích bằng sắt để xiết cổ, hay chém đầu một con rồng sử dụng trái Zoan, thì tất nhiên những thứ đó sẽ gãy mà thôi. Và để dẫn chứng cho sự hợp lý của lời khẳng định này, thì chúng ta đã có Oden đã sử dụng haki vũ trang để có thể tặng cho Kaido một vết thà thù trên ngực như thế, hay Sakazuki cũng đã từng dùng haki vũ trang để tiễn người anh đáng mến của Luffy về chầu trời. Vậy nên chỉ cần sử dụng haki vũ trang và đưa nó vào vũ khí là có thể giết được con rồng này rồi. Thế nên đừng nghĩ là Kaido thật sự bất tử nhé. Và hy vọng sau này Zoro sẽ là người chém bay đầu Kaido. Và khi đó nếu Kaido bị mất đầu mà vẫn còn sống, thì đúng thật Kaido là một kẻ bất tử. Độ trâu bò của Kaido hoàn toàn phụ thuộc vào trát quỷ của hắn. Và vì sao những đao kiếm bình thường không thể làm xây xác được lớp da của Kaido? Tất cả chính là vì sức mạnh trát quỷ mà hắn ta đã ăn. Chúng ta đều biết rằng những trát quỷ hệ Zoan mang đến cho người ăn một sức bền khá kinh ngạc, và độ trâu bò được xem là vượt trội hơn rất nhiều lần người bình thường. Ngoài ra, nó còn đem lại cho người sử dụng những yếu tố tự nhiên của loài vật mà họ đã ăn nữa. Và cũng vì như thế, nên hiển nhiên Kaido đã được hưởng lớp da rồng cứng cáp từ trát quỷ của hắn. Nên việc sử dụng những vũ khí bình thường để giết một con rồng thì từ trước tới giờ mình chưa thấy có ai có thể làm được. Và để có thể xuyên qua được lớp da cứng cáp đó thì chỉ có cách sử dụng haki mà thôi. Kaido chỉ trở thành tứ hoàng sau khi chiếm được Wano Quốc. Trong chép truyện mới nhất của One Piece, chúng ta đã có một cuộc giao tranh quyết liệt giữa Samurai Oden và vua quái thú Kaido. Tuy nhiên lúc này thì Kaido vẫn chưa được xem là một tứ hoàng đâu, mà Kaido chỉ mới là một tên hải tặc có đầu óc để lợi dụng Orochi thôn tính Wano mà thôi. Vì trong trận đối đầu với Oden, hắn ta đã nói rằng 5 năm trước khi Oden trở về, Kaido và Orochi chỉ là hai tên đáng sợ với một đội quân mỏng dính, thậm chí là sẽ không thể làm được gì nếu như Oden chịu chống lại hắn. Thế nhưng sau đó, 5 năm, Kaido đã có kha khá sức mạnh cho đội quân của mình và khiến cho Oden không còn cơ hội nào nữa. Và sau khi đã hành quyết Oden và đoàn tùy tùng của ông, thì Kaido đã biến Wano Quốc trở thành thuộc địa của hắn và ngày càng phát triển tới mức trở thành một tứ hoàng như ở thời điểm hiện tại. Kaido yếu hơn râu trắng. Được mang danh là sinh vật mạnh nhất trên hành tinh, nhưng Kaido nếu đem ra so sánh sức mạnh với râu trắng thì hắn vẫn còn thua râu trắng về nhiều mặt lắm. Điều này thì mình hoàn toàn không chế ra đâu nhé, nói có sách mách có chứng. Vào lần đầu tiên Kaido xuất hiện trong phim với một màn tự tử đầy đỉnh cao, nhưng đáng tiếc là lại không thành, vừa thất vọng vừa đau buồn vì mình lại để thua râu trắng một lần nữa. Vậy thì từ đây chúng ta có thể suy đoán được, trong quá khứ, chắc hẳn Kaido đã từng bị râu trắng vùi dập Yuzun như dế và mãi mãi sẽ không có cách nào để sánh ngang được với ông. Và đã có thông tin trước đây, Kaido đã cố gắng để có thể hạ sát được râu trắng như là Ace đã từng làm, và kết quả là cũng giống như Ace vậy. Kaido là người ảnh hưởng nhiều nhất đến Gecko Moria. Chắc hẳn các bạn còn nhớ đến Gecko Moria, một cựu thất vũ hải đang sinh sống tại Tuller Park với một đội quân hải tặc đặc biệt, kỳ cục chưa từng có từ trước tới nay. Tuy nhiên, đó hoàn toàn là do lỗi của Kaido mà ra. Từ trước đây, Kaido đã từng giao chiến với Moria ngay tại Wano Quốc. Và cũng chính vào thời điểm đó, Moria đã lấy trộm thành bảo kiếm thu thủy và xác của Ryuma.
Nhưng để đổi lại thì tất cả các thành viên trong băng của hắn đều đã được Kaido tiễn về trời. Và cũng từ đó, để có thể khôi phục lại được băng hải tặc của mình, có lẽ Gecko đã sử dụng năng lực trái ác quỷ của mình cùng với sự giúp đỡ của bác sĩ Hawkback khôi phục lại một băng hải tặc toàn thây ma như thế kia. Tập phim mà Kaido xuất hiện cũng trùng ngày sinh với Kaido. Thêm một sự thật thú vị nữa liên quan tới Kaido, và để ăn gian thời lượng của video của mình để cho các bạn biết thêm thông tin về hắn nữa. Chính là ngày sinh của vua quái thú, sinh vào ngày 1 tháng 5, năm nào đó không biết. Và lần đầu tiên Kaido xuất hiện ở trong phim là ở tập phim 739, được phát hành vào ngày 1 tháng 5 năm 2016. Có lẽ tác giả Oda đã lấy luôn ngày phát sóng tập phim này để làm sinh nhật cho Kaido, để kỷ niệm ngày hắn ra mắt với mọi người. Và nếu tính tới thời điểm hiện tại, ở bên ngoài thì Kaido sắp được 4 tuổi rồi nhỉ. Và nếu các bạn còn thắc mắc về số tuổi thật của Kaido ở trong phim thì mình cũng chịu thôi, vì mình cũng không biết hắn ta sinh vào năm nào nữa. Chữ Kaido lấy từ tên của một loại rượu. Vua quái thú Kaido không biết họ và tên đầy đủ là gì, chỉ biết với chữ Kaido thôi thì chắc chắn được lấy từ tên của một loại rượu Kaido nổi tiếng bên Nhật Bản rồi. Mình thì không biết chắc Oda lấy từ loại hương vị nào, nhưng có một loại soju rất nổi tiếng ở bên Nhật Bản có tên là Kaido Iwai no Aka, một loại rượu đặc biệt kết hợp giữa khoai lang và gạo soju. Tuy nhiên, mang tiếng là rượu nhưng Kaido này lại không sở hữu một danh tiếng mạnh mẽ hay một hương vị phức tạp, mà loại rượu này được miêu tả giống như một thức uống để có thể làm dịu tinh thần. Và nghe nó thật trái ngược với vua quái thú Kaido trong phim nhỉ, nên có lẽ Oda không đặt tên Kaido dựa theo loại rượu này đâu. Hình mẫu ban đầu của Kaido rất khác so với thực tế. Nếu các bạn quay ngược thời gian về những tập phim mà băng mũ rơm còn bị mắc kẹt tại Water 7 và đụng độ anh hùng hải quân Gap, thì tại đây Gap đã gặp lại đứa cháu của mình và cho nó một thông tin quý giá về những nhân vật có tầm ảnh hưởng rất lớn với tầng thế giới, mà cụ thể đó chính là các Yonkos hay còn gọi là các tứ hoàng. Và lúc này thì Râu Trắng vẫn chưa chết, và bốn tứ hoàng bao gồm có Râu Trắng, Big Mom, Shanks và Kaido. Tuy nhiên, về những cái bóng của những người khác thì chúng ta có thể nhận ra ngay họ là ai. Nhưng cái bóng cuối cùng là Kaido thì có vẻ như nó hơi khác so với tứ hoàng Kaido hiện tại mà chúng ta được chứng kiến. Cặp sừng đâu rồi? Tại sao mặt Kaido lại nhọn như thế kia? Có lẽ chính vì hình dáng đó không giống với một tứ hoàng cho lắm nên Oda đã tức tốc sửa lại ngoại hình của Kaido chăng? Thắt lưng của Kaido là Shimenawa. Cho các bạn nào còn thắc mắc Shimenawa là gì, thì Shimenawa là những sợi dây thừng đặc biệt được bện bằng rất nhiều loại sợi rơm và xoắn chúng lại với nhau, tạo thành một vật dụng vô cùng thiêng liêng với người Nhật, được sử dụng trong các ngày lễ Tết hay lễ hội Osogatsu. Và vì là một vật linh thiêng, nên vòng dây này được họ xem như là thứ để mời gọi thần linh đến nhà và thu hút những điều tốt đẹp đến với gia đình. Và vì nó liên quan đến thần thánh nên các bạn cũng có thể dễ dàng thấy nó ở những ngôi đền vô cùng linh thiêng tại đất nước này. Tuy nhiên, một vật linh thiêng và tuyệt vời như thế lại được vua quái thú của chúng ta sử dụng để làm dây nịt để giữ cho quần khỏi rớt. Lạ kỳ thiệt nhỉ? Hay hắn nghĩ rằng cơ thể hắn là một thứ gì đó rất linh thiêng? Hình mẫu Kaido được tác giả lấy ý tưởng từ Oni. Nếu là một người yêu thích những phong tục và văn hóa của Nhật Bản thì chắc chắn đã có không dưới một lần các bạn nghe đến Oni nhỉ. Trong tiếng Nhật, Oni có nghĩa là quỷ. Những Oni này thường xuyên xuất hiện trong các câu chuyện văn học Nhật Bản. Chúng thường bắt cóc con người và ăn thịt họ. Tuy nhiên thì Kaido không làm như thế. Hắn chỉ giống Oni về phần ngoại hình thôi, với hai cái sừng là hai thứ mà Oni nào cũng có. Cơ thể thì cường tráng, siêu to khổng lồ với một cơ thể của Oni. Và vũ khí là một cây chùy gai mà lúc nào cũng lăm lăm bên mình. Ngoài ra, bộ trang phục của Kaido cũng có phần giống với một loại Oni nào nữa đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Nếu xem đến đây thì ngại gì mà không để lại một like, một đăng ký giúp mình và share video để ủng hộ mình nhé. Và cũng đừng quên để lại bình luận của các bạn ở phía bên dưới nhé. Và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo của mình. Tạm biệt.